Vâng, hôm nay mà Tuấn sẽ giới thiệu đến các bác đôi loa TZ. Đấy, đôi loa TZ này bass 25 2 tép hàng Korea. Đấy, đánh con âm dân vua. Dòng này báo cáo bác là không hay không lấy tiền của bác. Mức giá 2.999.000. Sau đây mà Tuấn sẽ test karaoke cho bác nhé. Không hay không lấy tiền, hàng made in Korea. Những đôi này các bác search lên trên Google đi em. TZ model 100 toàn 9-10 triệu rồi. Sau đây mời các bác vào ca khúc gì nhỉ? Hát khu phố ngày xưa các bác nhé. Khu phố ngày xưa. Gió quần mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điều làm vì thấy quân giặc thù nghẹn ngào. Tôi nghe như trời đất vỡ xót xa phố phường, ôi dâng bao căm. Lối nhỏ xưa đâu còn và dùng nhan thùa ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen răng mở khắp lối, nhuốm màu oán hờn in sâu lòng phố phường. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lại ôi sao giận người lặn lội. Tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót giày theo mây về cuối trời. Chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lại ôi sao giận người lặn lội. Tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót giày theo mây về cuối trời.
theo mây về.